chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Corasop 24 giờ với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm từ đất nước Hàn Quốc tới tay người tiêu dùng Việt Nam nên Corasop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất để đem đến tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân gia đình bạn. Đó chính là kim chỉ nam của chúng tôi với phương châm chất lượng là uy tín. Vâng và không để các bạn chờ lâu thì hôm nay cô là shop 24 giờ hay chính Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm rất là đặc biệt Nó được dành riêng cho các anh và là dành riêng cho các đứng mày dâu Đấy chính là sản phẩm cao hồng sâm hoàng đế Đây chính là mùa hộp cao hồng sâm hoàng đế hũ xứ một cân Và nó được để ở trong hũ xứ À, đặt trong một hộp gỗ rất là sang trọng chính vì thế nó không chỉ là một um, sản phẩm dùng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta mà nó còn là một món quà dùng để đem đi tặng rất là ý nghĩa vâng Um, ngày xưa thì nhân sâm chính là một loại thảo dược quý chỉ được dùng cho các vua chúa và các vị thái y sẽ phải chế biến một cách rất là cẩn thận và cầu kỳ thì mới có thể ra được những chén cao hồng sâm bổ dưỡng dành cho các vị vua chúa sử dụng À, hơn nữa đặc tính của sâm là phải trồng ở vùng không quá nóng cũng không quá lạnh, như vậy dễ sâm mới có thể phát triển được và sâm phải đạt đủ 6 năm tuổi thì mới được đem ra để chế biến. Nhưng ngày nay nhờ vào công nghệ khoa học hiện đại, các nhà khoa học nghiên cứu và đại nhân bản được cách chế biến cao hồng sâm cách đơn giản hơn nhưng vẫn đạt được quy chuẩn và chất lượng như mong muốn. Nên À, ngày nay thì việc chúng ta sử dụng cao hồng sâm không còn quá là khó khăn nữa Với cuộc sống hiện đại ngày nay thì áp lực đè nặng lên đôi vai của các anh ngày càng nhiều hơn Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng giữa công việc, giữa gia đình mà vẫn đảm bảo được sức khỏe của chúng ta Cao hồng sâm Hoàng đế hữu sứ một cân chính là giải pháp cho các anh và Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các anh nghe toàn bộ công dụng của cao hồng sâm hoàng đế hữu sứ một cân nhé. Đầu tiên phải nói đến khi um, các đấng mày dâu sử dụng cao hồng sâm hoàng đế hữu sứ một cân sẽ giúp chúng ta bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng cũng như là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta giúp uh, chúng ta chống lại các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài hay các mầm bệnh từ môi trường bên ngoài. Ngoài ra nếu như những ai đang mắc bệnh tiểu đường thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng đế, những thành phần saponin trong cao hồng sâm hoàng đế sẽ giúp loại bỏ hợp chất alosan, giúp làm giảm lượng đường huyết trong cơ thể của chúng ta và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. À, cuộc sống vợ chồng cũng là một điều rất là chăn trở đối với không chỉ cả anh nam giới và cả những người phụ nữ nữa đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng đế sẽ giúp chúng ta à, bổ thận tráng dương, à, điều trị yếu sinh lý cũng như là trị liệt dương hay chứng xuất tinh sớm, giúp cuộc sống vợ chồng của chúng ta càng thêm mặn nồng hơn. Và đặc biệt đối với những anh hay thường xuyên phải uống rượu bia trong các cuộc họp hay là những lần đi gặp đối tác thì chúng ta nên sử dụng cao hồng sâm hoàng đế bởi các độc tính trong rượu sẽ làm hủy hoại chức năng gan của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng đế sẽ giúp chúng ta làm mát gan, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Đặc biệt đối với những ai đang bị các chứng sơ gan, viêm gan hay là có các vấn đề về gan thì đều nên sử dụng cao hồng sâm hoàng đế. Bởi trong cao hồng sâm hoàng đế có thành phần saponin giúp tăng hoạt động của các enzyme liên quan đến sự thoái hóa ethanol và hợp chất acetaldehyde giúp làm giảm các độc tính trong rượu đối với những người hay phải sử dụng rượu bia và đặc biệt nữa là đối với những ai mà đang làm văn phòng thường xuyên phải làm việc với các loại giấy tờ làm việc với một cường độ cao lao động trí óc thường xuyên liên tục trong một môi trường căng thẳng sẽ giúp chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi giúp thư giãn thần kinh và giúp chúng ta tập trung hơn trong công việc nên là sẽ tăng được hiệu quả công việc dây một cách rõ rệt Vâng và khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng đế thì các hợp chất saponin trong cao hồng sâm hoàng đế sẽ giúp làm giảm cholesterol và triglyceride trong cơ thể của chúng ta nên là giúp giảm thiểu các bệnh như là sơ vữa động mạch vành, máu nhiễm mỡ gây nguy hại cho sức khỏe của chúng ta và các hợp chất ginsenoside RH2 cũng như là RG3 trong cao hồng sâm hoàng đế thì sẽ làm giúp làm chậm quá trình phát triển và nhân bản tế bào ung thư đối với những ai mà đang phải xạ trị và hóa trị đang trong quá trình điều trị căn bệnh ung thư của mình thì khi chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng đế này nó sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị rất là tốt vì nó tăng cường chức năng giải độc lên nên là sẽ làm giảm bớt đau đớn cho người bị bệnh ung thư và đặc biệt nữa là đối với người lớn tuổi khi các bác sử dụng cao hồng sâm hoàng đế thì nó sẽ làm ngăn sự kết dính tiểu cầu giúp máu lưu thông tốt hơn nên là hỗ trợ điều trị cho chúng ta các chứng như là đau đầu mất ngủ và đặc biệt là suy giảm trí nhớ vâng vậy là ngọc hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng của cao hồng sâm hoàng đế hữu xứ một cân trong hộp gỗ À, vậy làm cách nào để chúng ta sử dụng cao hồng sâm hoàng đế một cách hiệu quả nhất và an toàn nhất cho sức khỏe của chúng ta thì sau đây hãy cùng nghe Ngọc Hoa hướng dẫn nhé. Vâng thưa các bạn, đây chính là cao hồng sâm hoàng đế hữu sứ một cân của chúng ta nhé. Các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên là trên nắp của hộp này sẽ là một hình hoa văn ở giữa và sẽ là có hai con chim hạc ở hai bên này. Các bông hoa sẽ ở hai phía trên và dưới này. Bốn góc của hộp đều có hoa văn Chạm khảm màu vàng Đây Và mặt đằng trước uh, Phần khóa thì sẽ là Một chú rùa mai được Hoa văn đỏ xung quanh cũng sẽ có hoa văn Bốn góc sẽ giống như ở phía trên Mặt nắp nhé các bạn nhé Cũng có hình hoa văn này Và ở giữa này sẽ là một đôi chim Được chạm khảm nổi nhé các bạn nhé uh, Dưới đáy của hộp Thì sẽ có các văn tự bằng chữ hàn cổ và chân của nó sẽ được lượn sóng Đấy. làm lượn sóng vậy mặt đằng sau của hộp thì sao mặt đằng sau của hộp bản lề thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy cũng có hoa văn màu vàng và sẽ là thông tin chi tiết từ nhà sản xuất trọng lượng 1000 g này cách sử dụng như thế nào này bảo quản ở nơi khô ráo về Đặc biệt nhất là bạn sẽ nhìn thấy hạn sử dụng của sản phẩm Và ở đây có mã vạch để bạn có thể check được Tem của nhà sản xuất Trung quanh hộp các bạn sẽ nhìn thấy là có vân gỗ này 8 đường vân gỗ Thay đổi liên tục Rồi chúng ta sẽ cùng bóc hộp sản phẩm này ra xem nhé Mở nắp này Đấy Có một lớp xốp nhá. Bạn trên nhìn thấy trên nắp có một lớp xốp để chống sóc này. Dưới lớp xốp thì sao? Dưới lớp xốp là có một văn bản bằng chữ Hàn cổ. Đấy. Sẽ có một tấm lụa vàng, tấm lụa để mình bọc Thìa à để mình có thể đong. Và nhìn xung quanh này, bốn góc đều có bốn miếng xốp bên trên là mặt nhung đỏ tươi để chống sóc cho hộp cao hồng sâm hoàng đế hữu sứ một cân này. Bây giờ Ngọc Hoa sẽ bỏ các miếng xốp này ra à, Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy ra nhé Rất là nặng các bạn Bên trong này Ở dưới các bạn cũng sẽ nhìn thấy nhé Cũng có lớp xốp này Mặt nhung đỏ tươi này Và dưới đáy của nó thì sao Cũng sẽ giống như ở bên trên nhé các bạn nhé Đấy, bỏ lớp xốp ra các bạn cũng nhìn thấy bốn cạnh xung quanh và mặt đáy cũng sẽ có một uh, văn bản bằng chữ Hàn, tiếng Hàn cổ đây chính là hũ cao Hồng sâm hoàng đế một cân của chúng ta trên nắp các bạn sẽ nhìn thấy nó được niêm phong nhé các bạn nhé nắp được niêm phong này dán thẳng từ bên trái sang bên phải và trên nắp là họa tiết những chú chim đang bay cùng với mây trời và sóng biển xung quanh hộp thì cũng được hoa văn họa tiết này rùa này cây tre này song chim này và vân này các bạn nhìn màu xanh ngọc nhá vân rất là đẹp và tinh tế bây giờ ngọc hoa sẽ mở uh, nắp cái hũ cao sâm uh, hoàng đế một cân này ra nhé à, các bạn cũng sẽ nhìn thấy này bên trong của hũ thì sẽ có một tấm giấy văn tự cũng bằng chữ hàn cổ này ở dưới tấm đấy sẽ có, có một miếng xốp và ở đây sẽ là một tấm giấy bạc được bọc rất là kín và chắc để nhằm gì ạ? Khi mà bạn chưa sử dụng, bạn chưa bóc ra thì nó sẽ không bị bay mùi xâm và không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng xâm. Còn đến lúc mà bạn bóc ra sử dụng rồi sao? Bạn không được vứt cái giấy này đi nhá, hãy để nguyên cái giấy này đậy xuống như thế này. Nắp này thì được đậy rất khít ạ. Và khi chúng ta đậy xuống thì các bạn sẽ thấy rất là khít luôn nên là không thể nào có một con bọ hay là có, có loài vật gì đấy có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xâm. Đấy và chúng ta sẽ sử dụng như thế nào ạ? Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ dùng chiếc thìa này để đong ạ. Một ngày chúng ta sẽ uống hai lần các bạn nhé. Mỗi lần thì chúng ta uống một thìa cao hồng sâm này chúng ta cho vào cốc pha cùng với 50 đến 70 ml nước. Chúng ta có thể uống trước ăn 15 đến 20 phút hoặc uống sau ăn từ 45 đến 60 phút và các bạn nên uống vào buổi sáng và buổi chiều à, ngọc hoa khuyến cáo là các bạn không nên uống vào buổi tối vì nếu mà xâm uống vào buổi tối thì sẽ gây hưng phấn và gây mất ngủ đấy thì chúng ta không nên uống vào buổi tối rồi giờ ngọc hoa sẽ um, giải thích cho các bạn là cái tấm vải lụa vàng này chúng ta sẽ dùng để làm gì nhá trước tiên là ngọc hoa sẽ cho hũ cao hồng sâm hoàng đế một cân để vào trong hộp trước đã sau khi cho vào chúng ta sẽ nhét lại những cái tấm xốp này vào đây thìa này để các bạn sẽ đóng nắp vào này sau đó thì ngọc hoa sẽ giải cái tấm lụa vàng này ra Đấy. các bạn nhìn là trên tấm lụa cũng sẽ có hoa văn rất là đẹp mắt và trang nhã đây chính là một món quà rất là thích hợp để chúng ta có thể biếu uh, uh, những đồng nghiệp đối tác hay là người thân quan trọng trong gia đình mình sau đó bạn sẽ buộc lại như thế này ạ bên này chúng ta cũng sẽ buộc lại như vậy các bạn uh, nếu như mà hay theo dõi các bộ phim của hàn quốc thì khi mà uh, có bất cứ một dịp gì họ đi biếu thông gia hay biếu các đối tác dù chỉ là uh, hoa quả thôi họ cũng sẽ buộc vào như thế này nó sẽ rất là trang trọng và đẹp mắt đấy Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng cao hồng sâm Hoàng đế hữu sứ 1 cân của Hàn Quốc. Với phương châm của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên chúng tôi luôn luôn tìm ra những sản phẩm chất lượng nhất từ đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Đó cũng chính là cách chúng tôi tạo uy tín trên thị trường Việt Nam trong suốt 8 năm vừa qua. Cô ra shop 24 giờ thì luôn luôn có những chính sách đảm bảo cho khách hàng Như khi các bạn đặt hàng thì các bạn sẽ nhận được hàng một cách nhanh chóng Nếu như bạn đã ở nội thành Hà Nội thì bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ Tức là trong vòng một ngày kể từ ngày bạn đặt hàng Và nếu như các bạn ở ngoại thành Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được hàng sau từ 2 đến 4 ngày các bạn nhé và đặc biệt hơn nữa là tại Cora Shop 24h thì luôn luôn có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình à, Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn 24 trên 24 Vâng, đấy là chính là một điều đặc biệt của Cora Shop 24h Các bạn không chỉ được tư vấn về sản phẩm mà các bạn còn được tư vấn về uh, sức khỏe của mình Về chế độ dinh dưỡng và tập luyện sao cho phù hợp nhất đối với cơ thể của mình hiện tại và với cam kết của Corashop 24 giờ trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng, kể cả bạn đã bóc ra sử dụng rồi nhé, các bạn nhé. Kể cả bạn đã bóc ra sử dụng rồi, nếu như bạn phát hiện hàng của bạn nhận không đúng với những gì video mà Ngọc Hòa đang nói, thì các bạn được phép đổi trả hàng và chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho các bạn ngay lập tức. Vâng, xin Ngọc Hoa xin nói lại là nếu như mà các bạn phát hiện ra hàng của các bạn nhận không đúng với những gì video này các bạn xem thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng bạn sẽ được bồi hoàn tiền cũng như hoàn trả lại hàng một cách miễn phí và làm thế nào các bạn có thể mua được một hũ uh, xứ một cân cao sâm hoàng đế thì ngọc hoa sẽ giới thiệu cho các bạn luôn chúng ta có ba cách rất đơn giản cách thứ nhất đấy là các bạn có thể gọi điện ngay theo số hotline 0979 149256 Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn làm thế nào để sử dụng cao sâm hoàng đế hữu sứ một cân một cách hiệu quả nhất cũng như là tư vấn cho các bạn về chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp với sức khỏe của các bạn hiện nay. Cách thứ hai đấy là các bạn có thể kéo xuống phần mô tả phía dưới video này kích vào đường link tại phần mô tả đó là các bạn sẽ truy cập được ngay vào website corashop 24 h com ở website các bạn ạ kích vào nút mua hàng là mình có thể đặt hàng được nhanh chóng tại nhà mà không cần phải đi đâu À, cách thứ ba nữa là các bạn có thể đến ngay siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội. À, khi các bạn tới siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ tại Hà Nội thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều các phần quà cũng như là ưu đãi đặc biệt khi đến trực tiếp tại siêu thị Hàn Quốc. Và vậy là chỉ với ba phương thức đơn giản đó thôi là các bạn có thể liên hệ ngay với Ngọc Hoa để đặt hàng một hũ sứ một cân cao sâm hoàng đế rồi không chỉ là món quà dành cho sức khỏe của chính mình mà nó còn là một món quà dùng để biếu tặng rất là ý nghĩa dành cho những người thân trong gia đình mình Ngọc Hoa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau Chúc các bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống luôn luôn yên vui Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm cao hồng sâm hoàng đế Hàn Quốc các bạn hãy ấn vào danh sách phát phía bên phải của Ngọc Hoa và nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký cũng như quả chuông nhỏ phía dưới để nhận được những thông báo về video mới nhất tại Cora Shop 24h. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Cora Shop 24h.